Cá về là cá về anh em nhá. Cái nó tí nó tràn giờ. Quên, nó không bỏ cái đầu nó ra, kệ nó tràn đi bây giờ, nó chảy nó tràn đi bây giờ. Thôi muốn cả trắng. Tống lắm đấy. Trong ra là đang ra. Không biết đâu. Ta chờ. Quay rồi. Quay làm sao được? Hai hai cả chú hai rồi về. Hai ơi, về hộ chị tí. Cặp nó sụp dưa đi con. Tuần trước này, tuần này nhà hồ bồi chậm so với một tiếng nhá. Tuần trước là 10 rưỡi, tuần này là 11 rưỡi. Xuống trắng trước à? Hôm nay có ra chợ không? Không. Hôm nay có ra chợ không? Ra chợ trắng trước à? À. Trắng trước các anh em nhá. Anh nhỉ. Mà hộ chị tay. Ok luôn. Đang làm cá này không em à? Điên à? Chứ. Chứ. Nhưng mà người ta không biết nữa. Cái mày tô này mày ra mày cách cái này tao hỗ trợ rồi. Không biết cả đâu. Không biết đâu. Điên. Mày ra mày đổ đi, tao hỗ trợ mày ra rồi. Trắng đây nhá anh em nhá. Hôm nay là không sợ lo ngửa bụng như hôm trước rồi nhá. Trước là nhà hồ chưa làm được cái sục cẩn thận. Chấm khỏe nhỉ. Chấm này chắc mai đi ăn luôn. Buổi thằng Trương về đấy, Trương nó đang cân cá hộ. Đây là Vũ Quang Linh. Quay hộ chị tí nhá, chị khênh chưa? Ok, chưa? Ok. Cá rất khỏe anh em nhá. Nhấc lên được cá. Rồi. Nay chùa mạnh tay thả 7 tạ. Anh em đừng câu thì nó thoải mái. Còn nhìn rất nhiều chỗ. Đang còn rất nhiều chỗ nha, anh em đến câu ấy nha. Come on, come on.
75 là 35. Mới được hơn tạ. Ôi kia 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 chị ơi, bê con này vào người chết mẹ. Sếp ơi, sếp quay anh chị này. Để ra lấy lên cân nước của sao vậy? Giờ quay này. Chào 500 anh em nhá. Chào Nguyễn Quốc Huy, Hoàng Sơn, Thang Đình, Vũ Linh nhá anh em nhá. Nhìn này cá đây anh em nhá. Tiền hàng bao ngon nhá anh em nhá.
làm biểu 456 nhá anh em nhá. Hôm nay là không có biểu 3 mấy rồi, những tuần trước là có biểu 3. Có. Có còn xếp. Dương thoại nhá, cá đẹp nhá, đã yêu qua nhà hồ xuống 15 con đen nữa nhá anh em nhá. Đây nào, lần này nhà hồ mắt máy cho anh em chơi, đen hôm qua rồi đấy. Chấm chưa? Hả? Có hơn 2 tạ nữa. Ôi giời, cứ trăm con không phải đếm. Con loại biểu này cứ 4 tạ trăm con không phải đếm. Tao để tí nữa con chụp ảnh cho nó đẹp con. Chỗ này là phải 60 con rồi, 6-70 con rồi. Con bảo lấy điện thoại của con để lấy cái video xong rồi mấy cả tí nữa lúc nào thả cái, con quay ấy. Xong rồi tí gửi vào máy mẹ để lúc nào ấy mẹ đăng bài. Hồ tay trắng này thì không chơi được rồi. Đẹp hơn nửa chơi chưa nửa trước. Bố vào mồm nó, bà mai phải ăn cành của ta nhé. Vô vào mồm là nó phép đấy. Đấy, cứ vô vào mồm đó. Có mày đi mua tao cả bơm. Có bơm nha, có bơm mà. Con bơm được. Tí nữa, lúc nào con thả ấy. Chụp một kiểu chép một cái kiểu trắng trắng các mẹ. Mấy cả quay video à? Chưa, đã đủ đâu mà chụp. Nó đầy chán không mà chụp. Đấy rồi này. Chưa, vẫn còn nữa cơ mà. Chép đâu à? Chép à, chép lờ dưới hồ em ơi. Kì ơi Hà Nội nhá. Chép à, chép nó còn ở trên xe. Chép đâu, cần tôi hỏi chép đâu à? Chép con còn ở trên xe. Vào ở dưới hồ. Chụp đi. Tí nữa lúc nào chụp được cả quay video. Tí nữa còn nước mà đã hết đâu mà chụp. Đấy bảy hai chụp máy ngay đây. Quay video mày làm kiểu TikTok ấy. Vậy thì đưa anh em sốc được cá nhưng phải nói. Rồi, nhiều trắng chưa? Nhìn thấy thích chưa? Không có gì ngoài trắng nhá. Hãy
trắng rồi. Chưa. Tấn chấm trắng không à? Tôi thả bớt rồi chết. Cái đó, chết làm sao được cá này em? Mẻ nữa là hết thôi mà. Tôi không chấm được chết. Tấn chết nữa cơ mà. Anh ai chọn con nào chọn đi. Con nào thì được. Anh em có xí con nào thì về mà xí đi này. Đây anh em nhé, đầy một tràng cá nó mà ngửa chết chúc nhau rồi anh em nhé. Không có lỗ thở nữa anh em nhé. Không có lỗ thở đâu rồi anh em nhìn đi nhé. Ra man chưa? Quay, tràn phi xuống, cho nó phi xuống nhà đi được. To bay tụt đấy, to bay tụt. Tương. Quay, xuống mới gần chục con rồi này em nhé. 5-6 con rồi. Hết chưa? Thôi nhá. Phát nứa thôi à? Ờ thì phát nứa. Nháy nữa nhá. Chở phạt sao phạt xa cho một tạ rồi. Một tạ. Bây giờ cá bảo làm phát nữa nha anh em nhá. Xí đi. Không xí con nào à? Hết chưa? Nốt vàng một nháy nữa. Một nháy nữa là đủ nha anh em. Đây anh béo đây, anh bảo một nháy nữa mới đủ được. Mệt lắm rồi. Đấy anh béo đây, anh bảo một nháy nữa. 8 tấn thôi ạ, 8 tạ ít quá em ạ. Giờ này chúng 3 càng, chúng gì lô mà gớm. Anh em nhìn này phê pha chưa? Tráng cá phê pha chưa? Đúng là chật nứt một tràng cá nhé, không có một chỗ hở nhé anh em nhé. Đủ uy tín thì cho anh em câu chưa? Chỗ ngồi còn rất nhiều anh em nhé, cuối hồ mà có hai cân thủ thôi. Bờ cà bờ kiếc đây. Vẫn còn rất nhiều chỗ ngồi. Nành đâu, sang đi em, chỗ ngồi của em, chỗ của em vẫn còn kìa. Nót nhá. Đấy, 5 tạ chấm trắng anh em, hơn 5 tạ một tí anh em nhá. 5 tạ rưỡi đấy, nhà cá đang báo 5 tạ rưỡi nha anh em nhá. Ờ, ấy đây, quay video đây, không phải ở nhà hộ ấy. Tom quay với cả chú Bành đi con. Bắt đầu thả cá nhá anh em nhá. Đây này, cầm cái này không nôi xuống, nó xuống hết. Bỏ gọi ra. Thế đó. Cho nó sang nước. Chú đi. À, ui dồi, không vào em, không qua quay cái video con. Ôi giời. Đang đổ. Hai ai? Quay cho cái video. Thôi hết rồi, thôi mà quay đâu. Quay đi. Quay. Rồi, rồi. Vào. Đấy, anh em cào đây. Cái mẹ cái đấy, cái mẹ cái đấy đấy. Con gì bắt từ đâu mà đi rồi. Đấy. Ôi, này cái mõm mày nhá. Chúng ta mà được cá nhít vào hồ về. Mấy con. Rồi, nước dâng lên 3 phân rồi. Chú tắt đây nè.
làm chip ra ngoài. Bao nhiêu con thủ này thả được tà chép đấy cho nó biểu tình. Bắt đầu đến lượt chép nha anh em nhá. Con nhau báo không chết. Ấy quá rồi, nó thả về đằng này ít quá. Thích đá cả mát. Thả xuống đi, thả xuống. Đấy, bắt con đi về luôn nhé. Đâu nữa. Lợn đây anh em nhá. Thấy chưa đây? Cầm thủ đang tả đây. Đâu 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 chụp ảnh, tôi đâu chụp ảnh. À, chụp ảnh người ta đây. Ta đây. Quay đây chụp kiểu ảnh. Quay đây thì chụp ảnh. Quay. Làm cái này không đi về luôn. Ừ. Đi thôi. Ôi nhá, làm cái này không đi về luôn nhá. Mỏ luôn. Căng căng. Cô bị ra bị chảo. Vào nước giếng mà rửa nước ao. Hôm nay có cả lợn nữa nhé anh em nhé. Thôi à, cái này gì? Hết rồi. Đánh cẩu. Tôm đâu lấy cho anh 200 một cân đây. Bây giờ cho hết à? Cho hết đây. Hết chưa? Hết tôm. Thôi thế thôi mang đồ. Thế thôi mang đồ. 3.000 nó lấy gì? Con này là kia. Thế thôi. Thế thôi. Thả lô đi. Thế mức công ra chợ nhập về cho con kia. Còn kia mà đổ thêm. Thôi cái đó phải ra chợ rồi, mức công ra chợ à? Thả lô đi. Cái này còn mấy cân nữa. Cái này còn 76-70 cân nữa. 70 cân cho nó. Cho nó đi. Nhanh cho nó để cho cá xuống. Con ở kia mà đổ. Cái kia không đổ. Chủ nhật không đổ, thứ mai không đổ. Đây, cho nó đây. Đi về ao này bỏ cái ba tạ chép này cơ. Nó bảo về được 3-9 cân. Thằng nào nó điêu thì nó bảo về 3 tạ. Hôm qua nhà mình ông ấy bỏ là đi về lên thì nó có 3 tạ chép con này. Thì dừng chép ở đằng kia không lấy thì em chụp khác còn được 3-9 cân thì nỡ hay chứ. Ông cai ông nửa. Không phải ông nửa mà cái chú ao này nó nửa. Ừ. Nó ít thì mình đéo về không. Mình nghĩ bỏ rằng có 3 tạ thôi không lấy nữa. Không, không ra chép.
cho mẹ nó một số ngày đây. Ăn hết cả rổ rồi. 50 đi. Ôi ôi, chép anh em nhìn nhá. Nhìn ăn chưa? Đấy, nhà hồ bảo xuống 4 tạ lợn, 4 tạ kết nhưng mà chỉ có 3 tạ chép với cả 5 tạ chấm trắng nhá anh em nhá. 5 tạ chấm trắng. 5 tạ giữa trắng và có 3... Đấy. Hết rồi à? Hết rồi, có 3 tạ chép thôi. Đoàn thuốc rồi đi. Không chụp ảnh quay video. Có 3 tạ chép thôi anh em nhá. Đấy. 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 Thì thôi nhá. Ôi, cá xuống hết hồ rồi anh em nhá.